Thưa quý vị, thưa các bạn, kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong những năm qua luôn nằm trong nhóm 10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và ngành thủ công mỹ nghệ là ngành nghề thu hút nhiều lao động tham gia làm hàng xuất khẩu, góp phần xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi kinh tế ở nông thôn. Với việc tiếp sức từ cơ chế hỗ trợ, xúc tiến thương mại, quảng bá đã giúp sản phẩm ngành hàng thủ công mỹ nghệ nói chung và ngành mây, che đan nói riêng chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Huyện Thường Tín, Hà Nội hiện có 48 làng nghề được công nhận là làng nghề truyền thống và 82 làng nghề mây che đan. Tại xã Ninh Sở có 5 làng nghề thủ công mỹ nghệ mây che đan được công nhận, có gần 16.000 cơ sở và hàng trăm doanh nghiệp tư nhân sản xuất trong lĩnh vực nghề truyền thống, với số lao động lên tới hơn 40.000 người. Tại đây, một số nghề truyền thống tiêu biểu gắn bó với người dân địa phương hàng trăm năm nay như nghề thêu tay, sơn mài, mộc, gỗ dân dụng, điêu khắc, mây che đan đã đem lại nguồn thu nhập thường xuyên, ổn định, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hiện nay thì về việc mây che đan thì đối với sản phẩm sang các nước châu Âu, đặc biệt là Mỹ thì các tiêu chí liên quan đến cái sản phẩm nó đòi hỏi rất là cao. Đặc biệt là thứ nhất là vấn đề sản xuất và cái hàm lượng nhân văn trong sản phẩm. Thứ nhất là sử dụng lao động, cái thứ hai là cái cơ sở vật chất, nhà xưởng, cán bộ công nhân, cái thứ hai là những cái cơ sở vật chất để phục vụ cho người lao động. Thì đều các điều kiện đó thì xuất được trong châu Âu. Hiện nay chỉ còn xã Ninh Sở thì còn một vài cái tổ chức có đủ năng lực, đủ điều kiện để xuất sang nước châu Âu. Thì vừa rồi thì cũng có các đơn hàng của châu Âu và Mỹ, thì hiện nay là trong mùa dịch thì vẫn là được xuất khẩu. Hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đã được xuất khẩu tới 163 quốc gia và vùng lãnh thổ với giá trị kim ngạch khoảng 2 tỷ đô la Mỹ một năm. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là mặt hàng mây, tre, cói của Việt Nam, chủ yếu xuất sang thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Úc, Ấn Độ và tiêu thụ ngay tại thị trường nội địa. Do tác động của dịch COVID-19, hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại gặp nhiều khó khăn, chi phí logistics tăng cao đã tác động rất lớn đến chi phí và lợi nhuận của mặt hàng này. Tuy nhiên, do chịu khó tìm kiếm đối tác, đa dạng mẫu mã nên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mây, che đan vẫn giữ được lượng khách hàng truyền thống dù đơn hàng có giảm. Trong những 2 năm vừa qua là năm 2020-2021 do dịch bệnh COVID thì cái hàng thủ công mỹ nghệ này xuất đi các nước là nó khó, tại vì là cái giá cước container nó cao. Trong 2 năm vừa qua nó cũng không xuất được mấy. Từ năm đầu năm 22 đến bây giờ thì nói chung là cái dịch bệnh nó giảm đi thì cũng đóng được vài lần rồi. Từ giờ đến cuối năm thì tương lai thì chắc đóng khoảng 3-4 lần nữa thì nói chung là cũng nó gọi là đỡ đi. Các doanh nghiệp ở châu Âu ấy, người ta có rất nhiều các cái tiêu chuẩn. Cho nên là nhiều khi những cơ sở nhỏ như bọn tôi là nhiều khi là rất là gặp khó khăn về các thủ tục giấy tờ. Tôi cũng rất là mong muốn được các cấp, các ngành của ngành thủ công mỹ nghệ quan tâm đến các cơ sở nhỏ như chúng tôi. Thì chúng tôi mới có cơ hội để vươn xa hơn và mới có cơ hội để phát triển mạnh hơn. Làng mây che đan Ngọc Động thuộc xã Hoàng Đông, tỉnh Hà Nam là một trong những làng nghề mây che đan nổi tiếng của nước ta. Khác với các doanh nghiệp mây che đan khác, doanh nghiệp này đã sản xuất mây che đan theo chu trình khép kín từ khâu đầu tới khâu cuối. Sản phẩm ra đời với rất nhiều mẫu mã và 99% dành cho xuất khẩu. Tuy nguyên liệu chỉ chủ yếu là mây tre, nứa, lá, bẹ ngô, cói, nhưng các sản phẩm của doanh nghiệp đã được xuất khẩu sang hơn 30 quốc gia, trong đó riêng thị trường Hoa Kỳ chiếm tới 70%, với doanh thu hàng năm đạt từ 3 đến 4 triệu đô la Mỹ, vươn lên trở thành một doanh nghiệp lớn trong làng mây tre đan xuất khẩu của Việt Nam. Công ty Ngọc Động Hà Nam của chúng tôi sản xuất chủ yếu là thị trường Mỹ. Hiện nay trong cái sản lượng hàng hóa xuất ra một năm tương đương khoảng 5 triệu đô, thì cái thị trường của Mỹ chiếm tới 60 đến 70%. Nên còn lại là khoảng 20% châu Âu và 10% là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đấy là những nét mà chúng tôi đã một là do công tác xúc tiến thương mại đã hình thành và phát triển lâu, và hai đấy cũng là yếu tố về mặt chất lượng. Công ty vẫn duy trì sản xuất và chất lượng mặc dù rất nhiều khó khăn về các lĩnh vực về nguyên liệu rồi những điều kiện khác, nhưng công ty vẫn duy trì được cái chất lượng. Ba nữa là đáp ứng được những yêu cầu khó khăn nhất của khách hàng nước ngoài trên nhiều lĩnh vực của một cái sản phẩm.
nắm bắt xu thế phát triển, thời gian qua các địa phương và các cơ sở sản xuất chế biến mây che đan đã nỗ lực tìm kiếm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, từng bước giảm sản phẩm thô hướng tới sản xuất, chế biến, xuất khẩu sản phẩm tinh cho hiệu quả kinh tế cao, tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm ô cốp thông qua các hội chợ quà tặng, hàng thủ công mỹ nghệ, các điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm tại các khu đô thị, địa điểm du lịch lớn trên cả nước, nhằm thu hút người tiêu dùng, khách du lịch trong và ngoài nước, nâng cao sức cạnh tranh về sản phẩm của doanh nghiệp và làng nghề ở cả thị trường trong và ngoài nước. Huyện ủy cũng đã định hướng là sau này cũng quy hoạch một cái điểm trung tâm ở khu thuộc thôn Văn Hội, xã Văn Bình, là gần cái Văn Từ Thượng Phúc, để làm cái quy mô khoảng độ 8,2 hectare để làm cái nơi mà vừa là sản xuất, vừa là giới thiệu, trưng bày, quảng bá những sản phẩm làng nghề. Trong quá trình triển khai và xúc tiến thương mại thì cố gắng xây dựng các tour của các khách du lịch châu Âu để kết hợp với cái trưng bày quảng bá thì nó làm phong phú và đa dạng hơn. Để thứ nhất là đối với người châu Âu, người ta rất muốn dùng cái đồ thủ công, bởi vì trong đó nó có hàm lượng văn hóa trong sản phẩm, thì lúc đó thì nâng cao cái giá trị sản phẩm của làng nghề. Cơ hội phát triển thị trường mới cho nhóm hàng mây che đan thời gian tới rất khả quan. Một số thị trường như là Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Úc đang có xu hướng nhập khẩu nhiều mặt hàng mây che đan từ Việt Nam. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo xuyên suốt quá trình triển khai chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ phát triển các ngành hàng xuất khẩu, trong đó có ngành thủ công mỹ nghệ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, đẩy mạnh công tác hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh, tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm và tham gia các trang thương mại điện tử uy tín trong nước và quốc tế. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã có những quyết định coi như hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển ổn định các làng nghề, trong đó có hỗ trợ cho các doanh nghiệp để vấn đề phát triển làng nghề thủ công mỹ nghệ, trong đó lấy cái mây tre cũng là cái nhóm ngành phát triển tốt nhất, cho nên là cái việc đó cũng là đang được nhà nước quan tâm. Như vậy chúng tôi có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ cho các cái chương trình, các dự án để tạo điều kiện cho cái nhóm ngành mình ổn định phát triển. Thế còn về mặt tổ chức thì chúng tôi thường xuyên hỗ trợ những doanh nghiệp mới thành lập, những doanh nghiệp cũ để thay đổi nhóm mặt hàng. Mặc dù doanh số nó chưa phải lớn lắm so với nhiều ngành, nhưng thực sự là cái tính xã hội của nghề này rất tốt, tức là tạo được rất nhiều công ăn việc làm cho người lao động nông thôn. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đem đến thách thức cho các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. Để ngành hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam có thể mạnh mẽ vươn ra thế giới, theo Bộ Công Thương, trong thời gian tới cần tập trung nâng cao năng lực xuất khẩu chuỗi giá trị hàng thủ công mỹ nghệ trên cơ sở tập trung vào các nhóm mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm, tăng cường hợp chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng được nhiều phân khúc thị trường khác nhau, tăng cường tính gắn kết ngành và xây dựng thương hiệu ngành gắn với xúc tiến thương mại, phát triển bền vững nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 5 tỷ USD vào năm 2025.